Xin chào mừng tất cả các em. Như vậy là một tuần nữa lại trôi qua, thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong giờ học âm nhạc trực tuyến hôm nay. Thầy chúc các em có một giờ học thật vui và hiệu quả. Để học tập tốt, các em hãy chuẩn bị một số đồ dùng học tập sau nhé. Các em chuẩn bị thanh phách và tập bài hát lớp 5. Các em thân mến, trước khi đi vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng đến với trò chơi nhận biết giai điệu ai tai thính. Các em hãy đoán xem giai điệu sau đây là có trong bài tập đọc nhạc nào nhé. Xin mời các em đưa ra đáp án, và thầy tin tưởng rằng các em đã đưa ra đáp án của mình. Đó là bài tập đọc nhạc số 7, Em tập lái ô tô. Sau đây, thầy mời các em cùng nghe giai điệu số 2. Xin mời các em đưa ra đáp án của mình nào. Và thầy chúc mừng các em đã có kết quả, đó là bài tập đọc nhạc số 8, Mây chiều. Các em thân mến, để củng cố lại những kiến thức đã học, để các em đọc tốt bài tập đọc nhạc số 7 và tập đọc nhạc số 8, đồng thời khám phá thêm những nội dung mới mẻ của bộ môn âm nhạc trong giờ học ngày hôm nay, thầy cho chúng ta tìm hiểu âm nhạc tiết 31, ôn tập đọc nhạc số 7 và số 8. Nội dung thứ hai là nghe nhạc. Thông qua bài học ngày hôm nay, các em cũng cần đặt một số yêu cầu như các em đọc được bài tập đọc nhạc số 7, số 8, biết thể hiện tính chất sắc thái của bài. Các em sẽ được nghe nhạc bài hát Em đi giữa biển vàng. Các em nêu được cảm xúc về tác phẩm được nghe, hoặc nêu sự tưởng tượng khi nghe, vận động, vỗ tay, dậm chân theo bài hát được nghe. Qua bài học ngày hôm nay, các em có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc. Các em có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, phẩm chất chăm học, biết yêu quê hương đất nước qua những điều bình dị nhất. Ngay sau đây, thầy mời các em bước vào nội dung thứ nhất. Chúng ta cùng đi ôn lại bài tập đọc nhạc số 7, Em tập lái ô tô, nhạc và lời của Đoàn Phi. Thầy mời các em cùng nghe lại giai điệu bài tập đọc nhạc này nhé. Sau đây, thầy mời các em cùng luyện cao độ bài tập đọc nhạc này. Bài tập đọc nhạc này gồm có các nốt Đô, Rê, Mi, Fa, Son, La. Khi đọc cao độ thì chúng ta đọc một lượt đi lên và một lượt đi xuống, cùng kết hợp với đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay. Tiếp theo, thầy mời các em cùng luyện tấu bài tập nhạc này. Các em sẽ nghe thầy giáo thực hiện một lượt trước. Xin mời các em cùng thực hiện nào. 2, 1. Sau đây, thầy mời các em cùng đọc tên nốt nhạc theo ký hiệu bàn tay kết hợp với tiết tấu của bài.
Sau đây thầy mời các em cùng tập đọc nhạc bài tập đọc nhạc số 7. Khi đọc thì các em có thể sáng tạo ra các động tác vận động cơ thể hoặc áp dụng lại cách gõ đệm thầy giáo đã hướng dẫn từ tiết trước nhé. Sau đây chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai là ôn bài tập đồng nhạc số 8 có tên là Mây Chiều. Mời các em cùng nghe giai điệu bài tập đồng nhạc số 8. Tiếp theo, thầy mời các em cùng luyện cao độ bài tập đọc nhạc số 8. Tiếp theo, thầy mời các em dùng thanh phách, chúng ta luyện lại tiết tấu bài tập nhạc số 8 nhé. Các em nghe thầy đã thực hiện một lượt. Xin mời các em cùng thể hiện nào. 2, 3. Sau đây, thầy mời các em cùng đọc bài tập đọc nhạc số 8 kết hợp với đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay kết hợp với vận động cơ thể. Các em có thể sáng tạo ra các động tác vận động cơ thể kiểu gõ đệm cho bài tập đọc nhạc này nhé. Thank you.
Các em thân mến, trong nội dung nghe nhạc ngày hôm nay, các em sẽ được nghe bài hát Em đi giữa biển vàng, bài hát sáng tác của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo, thơ của Nguyễn Khoa Đăng. Bài hát Em đi giữa biển vàng là một trong những ca khúc được yêu thích của cố nhạc sĩ Bùi Đình Thảo. Kể từ ngày ca khúc được phát trên sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, bạn nghe đài gần xa mỗi lần nghe ca khúc đáng yêu này vẫn giữ nguyên được cảm nhận tươi sáng trong trẻo lạ thường của ca từ. Trải đến chân mây là cánh đồng vàng mênh mông như biển, em đi giữa biển lúa, nghe đủ đầy mênh mang lời lúa hát, với hương lúa tinh khôi thơm đến tận trời. Có niềm vui sướng nào hơn với những người bạn nhỏ của miền quê lúa? Ca khúc Em đi giữa biển vàng khởi đầu từ một bài thơ viết cho thiếu nhi của tác giả Nguyễn Khoa Đăng, người con của quê hương Nam Tấn, Thái Bình, bài Mùa lúa chín. Bài thơ đã được nhạc sĩ Bùi Đình Thảo phổ nhạc. Và nhạc sĩ Bùi Đình Thảo sinh năm 1931 tại thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông mất năm 1997 tại quê nhà. Với trên 40 năm công tác ở ngành văn hóa thông tin, cố nhạc sĩ Bùi Đình Thảo đã có những đóng góp đáng kể về quản lý hoạt động âm nhạc, giảng dạy cùng với các công trình nghiên cứu sưu tầm âm nhạc dân gian ở địa phương. Và ngay sau đây, thầy mời các em cùng nghe bài hát Em đi giữa biển vàng nhé! Các em thân mến, vừa rồi các em đã được nghe bài hát Em đi giữa biển vàng. Các em có thể nêu cảm nhận về bài hát và nói về những hình ảnh đẹp có trong bài hát. Các em có thể hát lại một nét nhạc trong bài hát này. Và khi nghe thì các em có thể kết hợp với các hoạt động như hát hòa theo. Các em có thể sáng tạo ra các động tác nhún, nhảy, múa hoặc gõ đệm theo bài hát này nhé. Các em thân mến, như vậy là nội dung của tiết học ngày hôm nay, chúng ta ôn bài tập nhạc số 7 và số 8. Các em đã được nghe một bài hát rất là hay. Thông qua bài học này, thầy hy vọng các em có những trải nghiệm thú vị với môn âm nhạc của mình. Các em ở nhà tích cực luyện tập và biểu diễn các bài hát, bài đọc nhạc cho các thành viên trong gia đình mình cùng xem và nghe thêm nhiều những tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Đình Thảo nhé. Giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Thì chúc các em luôn giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt thông điệp 5K, luôn chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các em trong giờ học lần sau.